Xin chào, tôi Kiệt. Chào anh. Sao anh Bảy? Nó vẫn chưa chịu, có vẻ nước đôi. Nhưng con đã đưa cho ổng. Ổng trả lại kìa. Thằng cha này có bộ muốn chạy làng. Có khi nào nó lật mình không anh Bảy? Tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng cứ theo nó, vừa vuốt vừa hù cho nó sợ. Để con. Bình tĩnh. Nó biết nếu nó làm tới, cái gì sẽ chờ nó. Mình phải làm cho mạnh. Không thôi ba con mệt lắm. Chú Bảy biểu, con phải làm sao bây giờ chú Bảy? Chú Bảy đã tính đường xa rồi. Nếu thằng cha này mà cứng đầu á hả? Con đi chú Bảy, con đi. Cô vu oan cho người vô tội. Phải công khai xin lỗi ông ấy. Linh à, dậy đi con. Linh à, trưa lắm rồi đó. Trời ơi, giờ này mà vẫn còn nằm đó. Dậy lẹ lên. Tôi chết rồi ba. Trời ơi, con để đồng hồ mà con quên mất. Trời ơi, coi con tôi kìa. À, ba có mua đồ ăn sáng rồi đó. Ăn đi rồi đi làm. Ba ơi, không có kịp đâu, ba ăn đi nha. Làm cái gì mà lúc nào cũng sắp sắp ngứa ngứa. Ăn không lo ăn. Người ngợm. À, không biết rồi nữa ai sẽ lấy bay đây. Ba, ba yên tâm đi, trước sau gì con cũng lấy chồng à, không có đến nỗi đâu. Phải rồi. Ai lấy bay á, đặng nó về nó hầu vợ ha, để cho vợ nó suốt ngày á đi ngoài đường á. Ba, ba biết tại sao không? Tại vì con ở với ba sung sướng quá đó, bởi vậy con đâu có thèm lấy chồng. À ba, bữa nay á con lên tòa xong rồi, con qua nhà anh Minh luôn. Bữa nay mẹ của anh Minh đi về quê ở với đứa cháu, cho nên con không có ăn cơm nhà đâu nha ba. Ba. Hả? Thôi lẹ đi nha. Ba xuống đây. Xin chào ông, thưa ông đang là một nhà doanh nghiệp lớn và đang là một nhà mạnh thường quân nổi tiếng. Hôm nay bị ra hầu tòa, cảm giác ông thế nào ạ? Tôi nghĩ đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi. Sau phiên tòa, mọi sự sẽ sáng tỏ thôi. Dạ thưa ông có thể nói thêm về những lời cáo buộc ông là chủ của một tập đoàn tội phạm lớn không ạ? Nói như vậy là không đúng đâu. Nếu tôi là tội phạm, dạ, chẳng lẽ các vị cán bộ có uy tín của thành phố cùng làm ăn chung, cùng ty chung với tôi đều là tội phạm? Cảm ơn quý vị đã lo lắng cho tôi. Chào. Xin cảm ơn ông. Vậy kết quả cuối cùng, tôi xin nhắc lại lần cuối để hội đồng thông qua. 100% ý kiến của chúng ta thống nhất mức án dành cho Giang Chính. Còn riêng việc đưa Mỹ ra tòa, thì chúng ta sẽ giao lại cho bên cơ quan điều tra
để cho họ bổ túc thêm hồ sơ và chứng cứ. Hai người có ý kiến gì khác nữa không ạ? Có ai phản đối tôi không? Nhưng tôi có ý kiến. Không thể có mức khoan nhượng nào hết. Và cũng đừng nên để lâu. Mình phải làm sớm, làm nhanh. Và rất nghiêm khắc vụ này. Nếu không rất nguy hiểm. Anh Tư cứ vậy làm đi. Mời mọi người đứng lên nghe tuyên án. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa phúc thẩm thành phố tuyên án chung thân tội rửa tiền, cấu kết với các thế lực xã hội đen cho bị cáo Nguyễn Văn Chính tử hình tội cố ý giết người. Tổng cộng mức án dành cho Văn Chính là tử hình. Thủ quỹ Nguyễn Văn Lâm tội cấu kết cố ý làm trái 15 năm tù giam. Riêng những người có liên đới theo lời khai của bị cáo, vì chưa đủ chứng cứ nên chưa thể cấu thành tội phạm, sẽ tiếp tục điều tra. Xin ông vui lòng cho biết cảm nghĩ của ông khi tòa tuyên án như vậy. Ông có nhận xét gì về bản án dư luận của tòa?
theo mức án như vậy có thỏa đáng hay không? Xin lỗi, đại úy Thủy Linh, đội trưởng đội phòng chống tội phạm, đúng không? Đúng, tôi đây. Bữa nào mời cô Linh ghé nhà, anh em mình lay rai, trò chuyện để biết nhau hơn. Được đó, tìm hiểu một kẻ giết người cũng là điều đáng làm đó. Linh hiểu lầm rồi, mình phải nói chuyện. Nói chuyện à? Chị Linh, mặt muốn treo cổ cái tổ chức tội ác của chúng mày ngay bây giờ. Chị Linh, bỏ đi. Cô đã bao nhiêu năm thâm niên rồi mà còn cư xử như con nít vậy. Anh Bảy á, anh rất thân với mấy anh bên thành phố, vậy mà cô đưa người ta ra tòa khi chưa có chứng cứ, còn có chết hay không, lại còn hành hung người ta nữa. Tội này cô tự tính đi. Nếu như tôi có tội, tôi sẽ xin chuyển công tác. Còn nếu nữa hả? Tội của cô rành rành, xin chuyển công tác đi. Còn anh, chính anh là người thân với Bảy Sành phải không? Anh là kẻ bảo kê giấu mặt đúng không? Cô! Tôi dám ăn nói với cấp trên như vậy à? Tôi giết anh đi, tôi sẽ ký liền. Chính anh đã đưa hồ sơ cho chúng nó, cung cấp tất cả những thông tin, cho nên tất cả những nhân chứng đều bị giết hết. Cô! Tôi sẽ báo với cấp trên, cô sẽ bị đuổi lập tức. Anh làm cái gì vậy? Chỉ có đồ hàng nhét tôi bỏ đi lúc này. Phải, tôi là đồ hàng, tôi không chấp nhận làm gì với kẻ phản bội. Công việc còn đang dữ dàng, phải ở lại làm cho xong chứ. Nguyên, đừng làm như vậy nữa. Chúng ta cần minh nhau. Thì càng bị hiểu lầm là chúng ta có vấn đề, chẳng hay ho gì đâu. Nếu chị sợ mang tiếng á, thì đừng nói chuyện với tôi nữa. Chuyện công việc sắp tới giai đoạn cuối rồi, nếu cần á, để tôi đi. Em hãy bằng lòng làm vợ anh nhà Thủy Linh. Lần này là màu xanh. Màu xanh là màu của hy vọng mà. Anh à, em xin lỗi, chỉ vì em chưa chuẩn bị cuộc sống vợ chồng. Em chỉ sợ và anh thất vọng.
Vậy thì anh sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng mới thôi. Anh sẽ chờ em. Nguyên, tại sao? Thấy Linh suy nghĩ đột xuất, tôi hơi lo nên đã theo Linh tới đây. Tôi đang sợ. Sợ tôi làm điều dại dột chứ gì? Lúc này tôi không phải là người như vậy. Linh nhớ anh Minh hả? Thật sự tôi thấy tôi có lỗi. Đã nhiều lần anh ấy ngỏ lời cầu hôn với tôi, vậy mà tôi từ chối. Mặc dù trong lòng tôi rất yêu anh ấy, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ tới chuyện lập gia đình. Chắc có lẽ nghề nghiệp của chúng ta khiến tôi phải nghĩ như vậy. Cuộc sống mỗi người đều có cái số. Tôi thấy lỗi lớn nhất đối với anh Minh là nếu như chúng ta không làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của anh ấy. Tôi sẽ cùng Linh làm những công việc còn lại. Mẹ, cho phép con thôi cho mạnh chút nha. Lên trển đi con. Dạ, đi đi. Thank you.
Cái này anh tặng em. Mấy đầu là màu hồng, sau là màu xanh, bây giờ là màu đỏ. Mấy hôm nay em vẫn không ngủ, thì sau này anh sẽ đổi sang màu khác, cho đến khi nào em đồng ý anh mới thôi. Anh à, thật sự thì em chưa sẵn sàng, em còn nhiều công việc quá. Em có tim. Ngày đêm đến mây buông, dẫu bước chân thầm lặng, đường dài anh vẫn cô đơn tìm em. Ta tìm nhau trong suốt đêm đông dài, mà dòng đường vắng. Ta tìm nhau nắng mai xuân ôi thương đau. Tìm trong khói hương bay, tìm trong chúa hương xưa yêu dấu. Một cành hoa thơm vẫn đang trên đất cần. Anh vẫn miên man đi. Nhau hai đầu sóng bao xa, trong bao xa dù đời. Tìm trong đêm mắt vơi bên cô. Chim bao người trong sông mơ. Cho hồn vẫn nên thơ, theo làn gió thơm, bay về nơi xa, rồi sẽ bên nhau trong đời. Trong khói hương bay, tìm trong chúa hương yêu dấu. Một cây hoa thơm vẫn đang trên đất cần. Một mình anh vẫn miên man đi tìm. Tìm nhau nơi đằng sau ngọn gió. Trong bao giờ giữa đời, tìm trong đêm mắt vơi bên cô. Chim bao người trong xa, cho hồn vẫn nên thơ. Theo ngàn gió thổi, anh lên nơi rồi
Mẹ à, con thấy chiếc chìa khóa này ở trong thùng đồ của ảnh. Mẹ có nhớ là chìa khóa này mở cái gì không? Cái này không phải chìa khóa cửa, mà cũng không phải chìa khóa tủ nữa. Bao nhiêu chìa khóa mẹ cất hết mà. Ảnh cất chiếc chìa khóa này rất là kỹ, ở trong một cái hộp rất đẹp. Như vậy là nó rất quan trọng. Mẹ có nhớ gì không? Sao mẹ không nghe nó nói gì hết à? Mẹ, hay là mẹ cho con giữ chiếc chìa khóa này để con coi coi ảnh cất cái gì nha mẹ. Ừ, con giữ đi. Con cảm ơn mẹ. Cha già Tư Hanh quyết định chơi mình rồi đó. Giờ tính sao đại ca? Tính gì? Ông Bảy không cho. Nhưng mà để nữa, nó khui nữa. Mày đi kêu thằng nữa. Tính đi, rồi nói cho tao biết kế hoạch. Dạ. Ghê không? Công khai luôn rồi đó. Ủa, đã ly dị rồi mà. Nhìn đi, nghe nói lẹo tẹo trước khi ly dị. Mà hổng chừng đó là lý do chồng bỏ đó. Bày đặt dễ dời, thầy thầy trò trò, chứ làm gì trọng ai biết được. Trời, thời buổi loạn rồi chị ơi. Thôi mình đi. Cứ vào. Em tặng thầy. À, cảm ơn. Nhưng mà thầy phải đợi lúc về nhà, khi không có ai mới được mở đó. Rõ, nhớ rồi. Nhưng mà nè, còn cái vụ kia, nhớ chứ.
chiều má gì mà chị nhìn đăm chiêu quá vậy? Của anh ấy đó. Anh Minh. Mà Danh. À, anh xin lỗi. Tại phòng đã có chuyện nên. Có ai hạ sách đâu mà phải thanh minh. Thiệt hả? Vậy mà làm Danh lo muốn. Nếu lúc nào cũng hiền như vậy thì chuyện gì buồn? Đi nhậu thì có. Chưa gì mà đã nói dối rồi. Đâu có. Tại buồn quá nên đi nhậu chút đỉnh thôi. Đi nhậu với chị Linh. Chị Linh? Có chuyện nữa hả? Chị ấy bị sếp la, nhưng mà thằng cha sếp sai. Nhưng chị Linh đâu phải là kiểu người bị la. Nhất là bị sếp la sai rồi buồn. Đúng hơn là cái chuyện dễ thêm. Thì đã đưa được vài đứa ra tòa rồi, nhưng mà còn hệ thống chân rết của nó vẫn chưa bứng nổi vì bị chính tay trong của chúng chặn lại. Như vậy thì mới đáng lo. Gì nữa vậy? Chị Linh và anh Nguyên cũng có chuyện. Chuyện gì? Không biết. Ở chung phòng với người ta mỗi ngày mà không biết. Lỡ mai mốt cha có chuyện gì, chắc anh cũng không biết luôn quá. Làm sao mà anh biết được? À, hình như là họ bị người ta sầm xì gì đó. Đó là họ có chuyện với nhau, cho nên họ bị mang tiếng. Bị sầm xì mà không có gì thì cứ bình thường đi. Sầm xì. Còn sầm xì mà rụt rịch tức là có chuyện. Ai rụt rịch hả? Anh Nguyên có vẻ giận dữ nữa. Vậy là anh thích chị Linh á.
Sao cho nhóc con một câu á? Thôi, mình đừng nói chuyện công việc nữa. Vậy nói chuyện gì? Vậy mình nói chuyện mình đi. Ừ, nói đi. À, quên nữa. Chị Linh phát hiện ra anh Minh có để lại chiếc chìa khóa. Và nghe đó là nơi anh Minh cất các tài liệu. Nếu đúng như vậy thì vụ này sẽ kết thúc nhanh chóng. Nè, vậy tìm ra nhớ nói cho Trang biết nha. Để Trang viết bài phóng sự điều tra ha. Tụi mình lại nói chuyện công việc nữa rồi. Vậy nói chuyện gì nữa? À, hay là mình đi coi phim ở Đông Minh đi. Mới có phim Mỹ hình sự hay lắm. Đi. Đi. Được rồi. Đi. Đi. Làm gì vậy? À, xôi nữa hả? Ừ. Nấu gì ăn được không? Không cho tôi về đó. Ba má coi đó, đi làm giờ này chưa về nữa. Cậu có chuyện gì thì nói, không thì về nghỉ đi. Cậu sai rồi. Nè cậu, cậu đừng có giận. Hai đứa chia tay rồi. Giờ này mới hơn 7 giờ mà. Nó đi đâu là quyền của nó chứ. Nhưng mà con không muốn. Vì mà đi như vậy á, có ngày ngoại tình cho coi. Nè, cậu đã lớn rồi. Cậu có hiểu nghĩa chữ ngoại tình không? Cặp kè gái bị ôm, hết đứa này tới đứa khác. Rồi cũng có ngày sợ người khác ngoại tình hay sao? Nhưng mà con là đàn ông. Đi giao tế thì phải ăn nhậu. Mà má biết rồi. Đi ăn nhậu thì phải có em Út gác tay chứ má. Nè cậu, Vi bây giờ muốn giao thiệp với ai, muốn lui tới chỗ nào đàng hoàng thì nó cứ việc lui tới chứ. Cậu quên rồi sao? Cậu với nó đã ra tòa ly dị rồi, có tòa làm chứng hẳn hoi đàng hoàng. Cậu quên rồi sao cậu? Nhưng con còn yêu Vi. Ba, ba nói cổ cho con cơ hội đi ba. Tôi binh cậu bao nhiêu lần rồi, và lần nào cũng vậy. Con Vi nó vừa tha thứ cho cậu xong thì cậu lại phạm tội nặng hơn. Cậu dắt gái về nhà, cậu đi bia ôm, báo chí nó chụp hình đăng tải lung tung, làm xấu hổ mặt mày của nó quá đi. Sao vậy? Nhưng bây giờ tôi không chen vào cuộc sống riêng tư của con gái tôi nữa. Vì nó đã lớn tuổi rồi, nó đã đủ chín chắn rồi. Còn cậu phải sống làm sao cho ra mặt đàn ông, biết chưa? Tôi mong cậu có cuộc sống riêng tư tốt đẹp hơn. Bây giờ xin lỗi, tôi mệt, cần được nghỉ ngơi. Được, bà nói với cổ giùm con, nếu cổ không đoàn tụ với con
thì con với cổ cùng chết.